Chiến thần Thánh Y Đường Tuấn. Chương 2551, quả nhiên là mày. Sắc mặt Thu Linh không tốt, nói cái đám bạch nhãn lang này. Nếu không phải đại trưởng lão ra tay, bọn họ đã sớm đã chết rồi. Vậy mà để bọn họ phải chờ một lúc, bọn họ cũng không chờ được, đã đi cùng với đám người của đại diễn các rồi. Đường Tuấn lập tức hiểu ra, hiển nhiên, mấy học trò kia của Độc Cô Cung cảm thấy đi theo anh sẽ không có tiền đồ gì, cho nên đã đi cùng đám người của đại diễn các. Nhìn đám người Thu Linh có chút suy sụp, Đường Tuấn đứng lên, cười nói, chúng ta cũng đi thôi, nói không chừng người cuối cùng thu hoạch nhiều nhất lại chính là chúng ta. Có thể sao? Đám người Thu Linh nghe vậy, trong lòng không nhịn được mà tưởng tượng. Mà bên kia, đám người Thái Hạo cũng nhanh chóng xuất phát để đi đến đỉnh núi Vạn Thần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lần này có thể đi theo anh Thái Hạo, đây là may mắn của chúng tôi. Vài học trò mặc trang phục của Độc Cô Cung ở trong đám người nói. Từ Minh, cậu đã có một sự lựa chọn thông minh. Đại trưởng lão kia của các cậu chính là cái đồ bỏ đi. Đi theo anh Thái Hạo của chúng tôi mới có tiền đồ được. Thanh Phong khoác vai một học trò của Độc Cô Cung, vẻ mặt tươi cười nói. Từ Minh cười nói, đây là đương nhiên rồi, anh Thái Hạo là thể chất đại diễn thánh, anh ta làm sao có thể so sánh được với anh Thái Hạo. Trảm Thiên Long cùng Thái Hạo đi ở phía đầu, nghe đến mấy cái lời này, Trảm Thiên Long không khỏi nhíu mày, nói Thái Hạo, thế này có vẻ như không được tốt cho lắm. Thái Hạo nói, tuy rằng lời của bọn họ khó nghe, nhưng lại là lời nói thật. Vết thương của anh thế nào rồi? Trảm Thiên Long nói, đã đỡ nhiều rồi. Vạn kiếp bất diệt thể sở dĩ được gọi vạn kiếp bất diệt là bởi vì năng lực khôi phục mạnh mẽ đến mức kinh hãi. Bỗng nhiên, sắc mặt Thái Hạo đột nhiên thay đổi, cảnh giác nhìn về phía trước. Thái Hạo, chúng ta lại gặp nhau. Một âm thanh từ phía trước truyền đến. Ở trước mặt đám người Thái Hạo là một hồ nước, theo hướng âm thanh vang lên, hồ nước vốn dĩ không có một bóng người bây giờ lại có một người xuất hiện. Người nọ chắp hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Vạn Thần. Chính là ma thần nhỏ, Tần Thiên. Quả nhiên là mày, Thái Hạo trầm giọng nói. Tần Thiên xoay người lại, nhìn Thái Hạo và Trảm Thiên Long, ánh mắt của anh ta lộ ra sự tham lam, nói, thể chất đại diễn thánh và vạn kiếp bất diệt thể, xem ra núi Vạn Thần thật sự là nơi may mắn của mình. Thanh Phong lớn tiếng nói, Tần Thiên, mày còn dám kiêu ngạo. Lần này có anh Thái Hạo và anh Trảm Thiên Long ở đây, mày chắc chắn sẽ thua. Thiên ma môn của chúng mày cũng sẽ bị xóa sổ. Tần Thiên liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi nói, ai cho phép mày lắm mồm. Một tiếng, bùm, vang lên, nguyên khí ở ngực của Thanh Phong nổ tung. Thanh Phong nôn ra máu tươi, ngực nứt ra một mảng lớn. Rác rưởi, Tần Thiên khinh bỉ nói. Thanh Phong không ngừng thở dốc, nói không ra lời, chỉ có thể oán hận nhìn Tần Thiên. So với Tần Thiên, anh ta thật sự còn kém xa. Chương 2552, miễn cưỡng coi là được. Có anh Thái Hạo và anh Trảm Thiên Long ở đây, để xem mày còn có thể tiếp tục kiêu ngạo đến bao giờ. Thanh Phong oán hận nói. Tần Thiên ngoắc đầu ngón tay về phía Thái Hạo và Trảm Thiên Long, nói chúng mày không phải vẫn luôn muốn đấu một trận với tao sao? Vậy bây giờ cho chúng mày cơ hội này. Giải quyết chúng mày xong, tao sẽ đi thu thập mạch khoáng thần thánh. Hai người Thái Hạo và Trảm Thiên Long nhìn nhau, trong mắt hừng hực ý chí chiến đấu. Bọn họ hét lên một tiếng rồi đồng thời ra tay. Cơ thể hai người dường như đang tỏa ra vô số ánh hào quang, khí tức mạnh mẽ đến mức làm cho không gian xuất hiện từng trận sóng. Thái Hạo trực tiếp tung ra một nắm đấm, còn Trảm Thiên Long lại là hóa thành lưu quang, bay xung quanh Tần Thiên với tốc độ cao, tìm kiếm cơ hội. Thể chất đại diễn thánh dựa vào sức mạnh thuần túy mà nổi danh. Còn vạn kiếp bất diệt thể dựa vào tốc độ và năng lực chữa trị kinh người. Miễn cưỡng coi là được. Tần Thiên khẽ cười một tiếng, bàn tay hướng về phía hồ nước rồi bắt lấy trong không trung. Hồ nước cuồn cuộn, tạo ra một con rồng nước, lao nhanh phía Thái Hạo. Một tiếng rầm vang lên, nắm đấm của Thái Hạo và rồng nước va chạm vào nhau. Rồng nước vỡ tung, hóa thành muôn vàn bọt nước. Mà Trảm Thiên Long thừa dịp này, thoáng chốc đã xuất hiện ở sau lưng Tần Thiên, trong tay anh ta nắm một cây trường thương, xuất thương như rồng. Mũi thương sắc bén đâm vào lưng Tần Thiên, kinh khí mạnh mẽ xé thủng áo của anh ta, khiến lưng của anh ta chảy máu. Sắc mặt Tần Thiên thay đổi,
Lúc anh ta định ra tay đánh trả thì Trảm Thiên Long đã dựa vào tốc độ nhanh chóng, thối lui ra ngoài. Nhìn thấy một đòn đắc thủ này, thậm chí còn làm cho Tần Thiên chảy máu, trên mặt Thái Hạo lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nói Tần Thiên, chắc mày không nghĩ tới bản thân mày cũng sẽ có ngày hôm nay. Hôm nay chính là ngày chết của mày. Trảm Thiên Long cũng lộ ra vẻ tươi cười. Dường như Tần Thiên không có được mạnh mẽ giống như trong tưởng tượng. Vài học trò của Độc Cô Cung và đại diễn các cũng rất vui vẻ. Đặc biệt là vài người của Độc Cô Cung còn cảm thấy vô cùng may mắn vì đã đi theo đúng người. Ngày chết, Tần Thiên lắc đầu, vẻ mặt của anh ta nghiêm túc, nói, là ngày chết của chúng mày mới đúng. Chúng mày đáng để tao phải ra tay nghiêm túc. Tần Thiên, mày đang mơ mộng viển vông sao? Chúng tao đều nhìn ra được, mày không phải là đối thủ của anh Thái Hạo và anh Trảm Thiên Long, vậy mà bây giờ mày vẫn còn mạnh miệng. Danh hiệu ma thần nhỏ của mày nên đổi thành thần khoác lác đi, ha ha ha. Thanh Phong đứng ở trong đám học trò của đại diễn các, lớn tiếng nói. Lúc trước, anh ta bị Tần Thiên làm cho sợ hãi không nói thành lời. Bây giờ nhìn thấy hai người Thái Hạo và Trảm Thiên Long đã lấy được thế thượng phong thì tự tin hơn rất nhiều, bày ra dáng vẻ không hề sợ hãi Tần Thiên. Anh Thanh Phong miêu tả thật sự rất chuẩn, mấy tên học trò khác phụ họa theo. Mọi người cười chào phúng. Ánh mắt Tần Thiên lạnh lùng liếc sang bọn họ, nghiêm nghị nói, hy vọng lát nữa chúng mày vẫn có thể cười được. Chương 2553, Từ Minh, các cậu đừng có mà quá đáng. Đám người Thanh Phong vội vàng thối lui về phía sau, không dám tới gần phạm vi ba người chiến đấu, tránh bị liên lụy đến bản thân. Bọn họ kinh hãi nhìn cảnh tượng ba người chiến đấu. Bởi vì tốc độ ra tay của ba người vô cùng nhanh, cho nên bọn họ đều chỉ có thể nhìn đến từng đợt dư ảnh, không có cách nào để xem được chuẩn xác. Đây là cuộc chiến thuộc về cảnh giới động hư, không nghĩ tới, anh Thái Hạo thế mà đã đạt tới loại trình độ này. Đây đúng là vinh hạnh của đại diễn các chúng ta. Khi nào mình mới có thể có được thực lực giống như anh ấy đây? Vẻ mặt đám người mỗi người một vẻ, có vui mừng, có ngưỡng mộ. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một học trò của đại diễn các thấp giọng nói với Thanh Phong, anh Thanh Phong, người của Độc Cô Cung cũng đã tới rồi. Thanh Phong nghe vậy thì lộ ra vẻ mặt châm chọc, nói với một học trò mặc trang phục của Độc Cô Cung ở cách đó không xa, Từ Minh, đại trưởng lão của Độc Cô Cung các cậu tới rồi. Cậu có muốn đi ra nghênh đón hay không? Tên học trò Từ Minh của Độc Cô Cung cười nhạo một tiếng rồi nói, anh Thanh Phong đúng là thích nói đùa. Kẻ đó không xứng đáng làm đại trưởng lão của Độc Cô Cung chúng tôi. Đợi đến lúc ra khỏi núi Vạn Thần, chúng tôi sẽ cùng nhau nói rõ với cung chủ, bãi bỏ vị trí đại trưởng lão của anh ta. Mấy học trò Độc Cô Cung đi theo Từ Minh cũng gật gù. Rõ ràng, bọn họ đã thảo luận qua với nhau về vấn đề này trước đó. Trước khi tiến vào núi Vạn Thần, vị trí của mấy người Từ Minh ở trong Độc Cô Cung cũng chỉ có thể xem là ở mức trung bình. Nhưng hiện tại, có không ít học trò tinh anh của Độc Cô Cung đã bị Mị Sở Nhi giết chết. Mà bọn họ ở trong núi Vạn Thần lại gặp được cơ may, đúng là mất cái này được cái khác, địa vị của bọn họ ở Độc Cô Cung giống như một bước lên mây, quyền lên tiếng tất nhiên cũng sẽ tăng lên. Nếu là trước kia, bọn họ nào dám nói ra những lời bất kính, xin bãi bỏ chức vị đại trưởng lão như thế này. Từ Minh, các cậu đừng có mà quá đáng. Đúng lúc này, một giọng nói tức giận bỗng nhiên vang lên. Ở phía sau đám người, Đường Tuấn, Mộ Thanh và Thu Linh đang đi về phía bọn họ. Người vừa rồi lên tiếng là Thu Linh. Hóa ra là chị Thu Linh. Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Dược Đường thân là đại trưởng lão của Độc Cô Cung chúng ta nhưng lại chưa làm được điều gì, cũng không hề màng đến danh dự của Độc Cô Cung, chỉ biết nịnh bợ thánh nữ Mộ Thanh. Loại người này sao có thể xứng đáng làm đại trưởng lão của Độc Cô Cung? Từ Minh cười lạnh lùng. Anh ta chỉ vào giữa không trung, nói cô nhìn xem, anh Thái Hạo và anh Trảm Thiên Long. Hai người bọn họ đã vì chúng tôi mà chiến đấu với ma thần nhỏ. Không lâu nữa, họ lập tức có thể giết chết ma thần nhỏ. Mà vị đại trưởng lão này của chúng ta, anh ta thì có bản lĩnh gì chứ? Nếu anh ta có được 1/10 bản lĩnh của anh Thái Hạo, tôi sẽ thu hồi lại những lời nói vừa rồi, cũng sẽ xin lỗi anh ta. Lúc nói chuyện, anh ta liếc mắt nhìn Đường Tuấn, khinh miệt nói, anh ta có bản lĩnh kia sao? Sắc mặt Thu Linh xanh mét, siết chặt tay. Hiện giờ Thái Hạo đã là tu sĩ động hư cảnh, nhưng bởi vì có liên quan đến thể chất đại diễn thánh, cho nên nếu xét về lực chiến đấu thì đã mạnh hơn gấp mấy lần so với tu sĩ động hư cảnh bình thường. Mà Đường Tuấn miễn cưỡng cũng chỉ là hợp thể cảnh hậu kỳ,
đừng nói đến việc có được 1/10 thực lực của Thái Hạo hay không, chỉ e đến cả so với đám người Thanh Phong cũng không bằng. Đám người Thanh Phong thấy thế thì không khỏi lắc đầu bật cười, nói, Từ Minh, cậu nói vớ vẩn cái gì thế? Vậy mà lại so sánh anh Thái Hạo của chúng tôi với anh ta? Thế chẳng phải là đang sỉ nhục anh Thái Hạo sao? Từ Minh nhanh chóng giải thích, anh Thanh Phong, chỉ là tôi làm một phép so sánh thôi. Anh ta muốn so với anh Thái Hạo sao? Đợi 100 năm nữa đi. Lúc này Thanh Phong mới gật đầu vừa lòng. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, nói, Dược Đường, chớ nói đại diễn các của chúng tôi không nói đến chuyện tình nghĩa. Đợi sau khi anh Thái Hạo của chúng tôi giết Tần Thiên, anh đi cùng với chúng tôi. Có anh Thái Hạo bảo vệ, anh cũng sẽ không đến mức bị chết ở trong núi Vạn Thần. Chương 2554 tao sẽ không cho chúng mày thời gian. Đường Tuấn không hề tức giận, chỉ nhìn ba người đang chiến đấu giữa không trung, đột nhiên hỏi, các người thật sự tin tưởng Thái Hạo có thể thắng. Đám người Thanh Phong, Từ Minh ngẩn ra, sau đó lập tức ngạo nghễ nói, đương nhiên. Với tu vi này của anh thì làm sao có thể biết được cảnh giới của anh Thái Hạo? Chỉ sợ đến việc anh Thái Hạo ra tay như thế nào, chắc anh cũng chẳng nhìn rõ được. Tuy rằng bọn họ không nhìn thấy cụ thể tình huống chiến đấu nhưng vẫn rất tín nhiệm Thái Hạo. Đường Tuấn cũng không giải thích cái gì, ở trong đầu anh cảm nhận được vô cùng rõ ràng cuộc chiến giữa ba người Thái Hạo. Sắp thua rồi, Đường Tuấn nói một câu nhẹ bấng. Ha ha ha, Tần Thiên đương nhiên sẽ thua, điều này còn cần anh nói sao, từ nay về sau sẽ không còn ma thần nhỏ nữa. Thanh Phong nghe vậy thì không khỏi cười lớn. Từ Minh nói, bây giờ mới nghĩ đến việc nịnh bợ anh Thái Hạo thì đã chậm rồi. Tất cả mọi người đều cười lớn. Đường Tuấn bỗng nhiên nói, ý tôi là Thái Hạo và Trảm Thiên Long sắp thua rồi. Tiếng cười đột nhiên im bặt. Thanh Phong trừng mắt nhìn Đường Tuấn, ánh mắt lạnh lẽo, cảnh cáo nói, anh nói bậy bạ cái gì vậy? Vẻ mặt những người khác đều không tốt, nhìn Đường Tuấn giống như là muốn đánh tập thể. Đúng lúc này, một tiếng vang lớn bỗng nhiên nổ ra giữa không trung. Chỉ nghe thấy hai tiếng rầm rầm, sau đó có hai bóng người rơi từ giữa không trung xuống rồi tiếp đất một cách nặng nề khiến cho bụi bay mù mịt. Chân của Tần Thiên dẫm vào hư không, hai tay ôm ngực, lạnh lùng nhìn đám người ở phía dưới. Tuy rằng khóe miệng của anh ta vẫn còn vết máu nhưng lại tươi cười vô cùng ngạo nghễ. Bụi bặm trên mặt đất dần tản đi, lộ ra bóng dáng của hai người. Thái Hạo và Trảm Thiên Long đang nặng nề thở dốc. Sắc mặt hai người vô cùng tái nhợt. Toàn thân từ trên xuống dưới đều chằng chịt vết thương, miệng vết thương vẫn còn đang không ngừng chảy máu. So sánh với Tần Thiên, hai người bọn họ có vẻ như rất chật vật. Anh Thái Hạo và anh Trảm Thiên Long thua sao? Thanh Phong ngẩn người nhìn Tần Thiên rồi lại nhìn hai người Thái Hạo và Trảm Thiên Long. Anh ta vẫn chưa tin được chuyện này. Không chỉ có anh ta, đám người Từ Minh cũng vậy. Tần Thiên nhìn Thái Hạo và Trảm Thiên Long. Nhếch miệng cười, nói, nếu qua mấy năm nữa, tao thật sự sẽ không phải là đối thủ của chúng mày. Nhưng đáng tiếc, tao sẽ không cho chúng mày thời gian. Chương 2555. Thực lực của tên nhóc này. Hai người vô cùng cay đắng, vốn dĩ cho rằng nếu hai người liên thủ thì cho dù không thể giết được Tần Thiên thì cũng sẽ không phân thắng bại. Ai ngờ tới bọn họ lại thua thê thảm như vậy. Hơn nữa, nhìn tình hình này, bọn họ rất có thể sẽ chết ở đây. Trong lòng không nhịn được mà hối hận, bọn họ đã đánh giá thấp thực lực của Tần Thiên rồi. Anh, Thanh Phong run rẩy hô lên. Anh Thái Hạo, anh Trảm Thiên Long, đám người Từ Minh kêu thất thanh, vẻ mặt không thể tin được. Sốt! Bỗng nhiên, ánh mắt của Tần Thiên rời đi, dừng lại ở chỗ đám người Thanh Phong và Từ Minh. Nụ cười trên mặt anh ta lộ ra vài phần dữ tợn, lạnh lùng nói, không phải vừa rồi chúng mày hô hào rất vui vẻ sao? Tiếp tục hỗ gì? Dưới cái nhìn lạnh lùng của Tần Thiên, đám người Thanh Phong và Từ Minh đều há hốc miệng, hai chân không ngừng lui về phía sau, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Đến cả hai người có thể chất đặc thù là Thái Hạo và Trảm Thiên Long đều không phải là đối thủ của Tần Thiên thì bọn họ ở trước mặt Tần Thiên đến bia đỡ đạn cũng chẳng bang. Phịch phịch phịch, Tần Thiên còn chưa ra tay, đám người Thanh Phong và Từ Minh đã ngồi rạp trên mặt đất, mặt cắt không còn một giọt máu. Đổi lại là bọn họ. Nếu vừa bị cười nhạo như vậy thì bọn họ nhất định sẽ tra tấn đối phương đến chết. Nghĩ đến cảnh tượng mà bản thân sẽ gặp phải, trong lòng mấy người họ càng thêm sợ hãi. Tần Thiên nhìn mấy người, nụ cười lộ ra vẻ đắc ý. Anh ta rất thích loại cảm giác thao túng tính mạng của người khác, nó làm cho anh ta cảm thấy bản thân giống như một vị thần. Đã đủ chưa?
Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên. Tần Thiên khẽ giật mình, nhìn về nơi phát ra giọng nói, nụ cười lập tức càng thêm sán lạn. Anh ta nhìn người lên tiếng, nói, đại trưởng lão Độc Cô Cung, anh vậy mà dám nói chuyện với tôi như vậy. Đúng là to gan. Không chỉ Tần Thiên mà đám người Thái Hạo, Trảm Thiên Long và Thanh Phong đều sửng sốt. Anh ta muốn làm gì? Chẳng lẽ anh ta muốn đánh một trận với Tần Thiên sao? Với thực lực của anh ta, đến một chiêu của Tần Thiên cũng chẳng đỡ được. Tên này thật sự điên rồi. Cùng một lúc, các loại ý tưởng lần lượt xuất hiện ở trong đầu bọn họ. Đại trưởng lão, anh, vẻ mặt của mấy người Mộ Thanh và Thu Linh đều vô cùng kinh hãi, không biết Đường Tuấn muốn làm gì. Trong sự dõi theo mọi người, Đường Tuấn đi ra từ trong đám người, nhìn Tần Thiên đang ở giữa không trung, nói, không phải cậu muốn đánh sao? Tôi đánh với cậu. Vừa dứt lời, trong sân lập tức im lặng. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Đường Tuấn. Có phải là mình nghe nhầm hay không? Dường như mọi người đều muốn hỏi như vậy. Tần Thiên phá lên cười, anh ta nhìn Đường Tuấn, nói, đánh với tôi. Anh có biết bản thân đang nói cái gì không? Đường Tuấn nói, chẳng lẽ tôi nói không đủ rõ ràng sao? Vẻ mặt của anh rất bình tĩnh, nhìn có vẻ như không hề sợ hãi Tần Thiên. Tên dược đường này nhất định là điên rồi. Giọng của Thái Hạo khàn khàn. Nếu không phải lúc trước chắn giúp cho anh ta một đòn của Tần Thiên thì anh ta đã sớm bị Tần Thiên đánh chết. Vậy mà bây giờ vẫn còn dám nói những lời này. Nhưng Trảm Thiên Long lại lộ ra vẻ mặt tự hỏi. Không phải là anh ta nghi ngờ lời nói của Thái Hạo, mà anh ta suy nghĩ về mối liên hệ logic trong đó, từ đầu tới cuối, Dược Đường cũng chưa từng giao thủ với Tần Thiên. Cái gì mà không địch lại được, đấy cũng chỉ là phỏng đoán của Thái Hạo. Chương 2556. Tuy rằng đám người Thanh Phong không nói gì, nhưng lại nhìn theo Đường Tuấn như lũ ngốc, thậm chí trong lòng có một loại cảm giác mong đợi không nói nên lời. Nếu việc tên này nộp mạng có thể làm cho Tần Thiên lơ là trong phút chốc thì chúng ta có thể sẽ tìm được đường sống. Tần Thiên cười lớn, thú vị, thật sự rất thú vị. Nếu anh muốn chơi, vậy tôi liền chơi đùa với anh. Chỉ là lát nữa, anh có hối hận cũng không kịp nữa rồi. Hiếm khi gặp được tên nhóc thú vị như anh, tôi sẽ không để anh chết trong thất vọng đâu. Ha ha ha. Nói xong, Tần Thiên lập tức chỉ tay về phía Đường Tuấn. Một luồng kình khí màu xám bắn ra từ đầu ngón tay của Tần Thiên, làm cho người ta sinh ra một cảm giác bị suy yếu, héo mòn. Đây là bí pháp hoang thiên chỉ của Thiên Ma Môn. Một khi chúng chiêu thì khí huyết toàn thân sẽ bị khô bại, tuổi thọ sẽ bị hao tổn nhanh hơn gấp trăm lần, anh sẽ tận mắt nhìn thấy bản thân chết già trong bất lực. Loại cảm giác này thật sự rất phi diệu, Tần Thiên giễu cợt nói. Sắc mặt đám người Thái Hạo thay đổi. Danh xưng của tên ma thần nhỏ Tần Thiên này quả nhiên không phải là nói suông. Một tiếng, xùy, vang lên. Kinh khí màu xám hóa thành một luồng ánh sáng, trong phút chốc đánh thẳng vào ngực Đường Tuấn, sau đó trực tiếp đi vào bên trong cơ thể anh. Một luồng khí tức khô mòn từ ngực Đường Tuấn lan tỏa ra xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt của Đường Tuấn đã lập tức lộ ra vẻ xám xịt, mái tóc đen nhánh lập tức lộ ra vẻ xám xịt, mái tóc đen nhánh dần chuyển sang màu xám trắng. Rõ ràng sinh mệnh trong cơ thể của anh đang bị tiêu hao một cách nhanh chóng. Ai? Nhìn thấy cảnh tượng này, Thu Linh vốn dĩ còn đang ôm hy vọng cũng không nhịn được mà thở dài. Quả nhiên, cô ta đã quá xem trọng anh. Thái Hạo lộ ra vẻ mặt không nằm ngoài dự đoán của mình lắc đầu nói, sao lại tự đi rước lấy nhục làm gì? Đám người Thanh Phong, Từ Minh căng thẳng, tên này thật sự cứ vậy mà chết sao? Tần Thiên tươi cười. Nói, hoang thiên chỉ này tôi mới chỉ dùng 1/10 thực lực thôi. Có vậy mà anh cũng không đỡ được. Anh ta vừa mới dứt lời thì đồng tử đột nhiên co rụt lại. Mái tóc vốn bị biến thành xám trắng của Đường Tuấn dần dần đen trở lại, luồng khí thức màu xám ở trên mặt anh cũng biến mất không còn dấu vết. Đường Tuấn giống như không có việc gì, nhẹ nhàng nói, uy lực của hoang thiên chỉ này vậy mà chẳng ra làm sao. Anh bước một bước, đạp lên hư không, đi về phía Tần Thiên. Tên này vậy mà lại ẩn giấu thực lực, có điều Tần Thiên mới thể hiện có 1/10 thực lực, một khi bộc phát toàn bộ sức mạnh, anh ta chắc chắn sẽ phải chết, Thái Hạo chỉ kinh ngạc trong giây lát nhưng cũng không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Mắt Trảm Thiên Long đột nhiên lóe lên, không chớp mắt nhìn Đường Tuấn. Có chút thực lực, nhưng đối với tôi mà nói, anh vẫn quá yếu, Tần Thiên cười hờ hững. Anh ta lại giơ tay ra chỉ một lần nữa, một luồng khí tức còn mạnh mẽ hơn so với lúc trước được phát ra từ đầu ngón tay. Chương 2557. Sắc mặt Thái Hạo khẽ thay đổi,
thì thào nói, có lẽ cái chỉ tay này của Tần Thiên cũng chỉ là 1/3 thực lực. Khí tức màu xám bắn ra, trong chớp mắt lập tức tiến vào bên trong cơ thể Đường Tuấn. Lần này, khí tức màu xám chỉ lan đến mặt của Đường Tuấn thì lập tức biến mất hoàn toàn, tóc cũng không bị ảnh hưởng gì. Đường Tuấn giống như không hề cảm nhận được, vẫn bước về phía Tần Thiên như cũ. Thậm chí anh còn nói, muốn ra tay thì nhanh lên. Nếu không lát nữa sẽ không còn cơ hội nữa. Sau khi ngưng động ra thế giới nhỏ, đến bản thân Đường Tuấn cũng không biết rõ được thực lực của mình đã đạt tới trình độ nào. Tìm chết! Tần Thiên thu lại ý cười trên mặt, khẽ quát một tiếng, chỉ một ngón tay ra. Một luồng khí tức màu xám to như cánh tay của trẻ con xuất hiện, anh ta không hề do dự mà thôi động. Toàn bộ khí tức màu xám đều tiến vào trong cơ thể của Đường Tuấn. Tần Thiên nhìn chằm chằm Đường Tuấn, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng và đắc ý. Cái chỉ tay này chính là toàn bộ thực lực của anh ta, đủ để đả thương nặng nề tu sĩ thuộc cấp bậc động hư cảnh như Thái Hạo. Một tên nhóc hợp thể cảnh hậu kỳ, e là sẽ lập tức bị hút thành cái xác khô. Dưới cái nhìn gắt gao của đám người, Đường Tuấn vẫn như cũ, giống như không có việc gì, tiếp tục đi đến chỗ Tần Thiên. Ánh mắt Tần Thiên dần dần lộ ra vẻ không thể tin nổi, sao anh ta lại không bị ảnh hưởng gì. Tôi không tin. Tần Thiên chợt quát một tiếng, không ngừng chỉ ngón tay ra. Vài chục rồi đến vài trăm luồng khí màu xám đều vọt đến chỗ Đường Tuấn. Trong nháy mắt, luồng khí màu xám bao phủ xung quanh Đường Tuấn. Có vài luồng khí màu xám bắn vào khu rừng cách đó không xa, chỉ trong chớp mắt, khu rừng đó lập tức trở nên khô héo, mục nát. Có thể thấy được, uy lực này đáng sợ đến mức nào. Cậu làm loạn đã đủ chưa? Một giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa đất trời. Hàng chục, hàng trăm dòng khí màu xám tan đi. Đường Tuấn hoàn toàn không hề có chút tổn hại đứng trước mặt Tần Thiên, hai người cách nhau chưa tới một cánh tay. Dưới ánh mắt bình tĩnh của Đường Tuấn, Tần Thiên, người trước đây không lâu còn cực kỳ hung hăng, bây giờ lại không dám có bất cứ động tác và lời nói nào, trán của anh ta thậm chí còn đổ mồ hôi lạnh, trong ánh mắt thậm hiện ra vẻ sợ hãi. Tên này làm sao đến đây, lẽ nào đây chính là thực lực thật sự của anh ta sao? Trong lòng Tần Thiên giống như rời sông lấp biển. Từ lúc bắt đầu, cho dù Thiên Tà Tử đã nhắc nhở thì anh ta vẫn không để Đường Tuấn vào mắt. Nhưng bây giờ anh ta lại phát hiện thực lực của người này rất kinh khủng, thậm chí còn vượt trên anh ta. Ma thần nhỏ chỉ có chút thực lực này sao? Đường Tuấn nói với điệu bình tĩnh, nhưng mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Cái tên này, sắc mặt Tần Thiên nhất thời âm u, anh ta cũng không kịp suy nghĩ mà đã đánh một quyền về phía Đường Tuấn. Âm một tiếng, một quyền của Tần Thiên đã bị Đường Tuấn né được. Sau đó Đường Tuấn đá một phát vào bụng Tần Thiên. Một luồng sức mạnh to lớn khủng bố không thể hình dung bùng nổ trên chân Đường Tuấn, Tần Thiên bay ngược ra ngoài làm đánh ngã không biết bao nhiêu cây to chọc trời, ven đường đầy máu tươi. Cuối cùng Tần Thiên có quắp ngồi dưới đất, hơi thở vô cùng yếu ớt. Chương 2558. Đám người Thái Hạo, Thanh Phong nhìn vẻ mặt và biểu cảm của Đường Tuấn thì trong lòng tràn đầy sự kinh hãi và khiếp sợ. Tần Thiên có hai thể chất đặc thù kết hợp nhưng cũng không thể địch lại mà bị đánh bại như thế này. Bọn họ đương nhiên đã nhìn thấy mọi việc từ đầu cho đến khi kết thúc, Tần Thiên giống như thằng hề tự tiêu khiển, Đường Tuấn vốn dĩ không để anh ta vào trong mắt. Anh Thái Hạo, anh ta thật sự chỉ là cảnh giới hợp thể hậu kỳ sao? Nghĩ tới bản thân lúc trước còn chê cười Đường Tuấn, đám người Thanh Phong không khỏi sợ hãi. Ngay cả Tần Thiên cũng có thể dễ dàng bị đánh bại như thế thì việc giết chết đám người bọn họ chỉ sợ cũng dễ dàng như giết run rế mà thôi. Tính cách Mộ Thanh Hướng Nội, lúc này cho dù trong lòng cô ấy vô cùng mừng rỡ thì cũng sẽ không nói gì, nhưng Thu Linh thì khác. Cô ta chỉ vào Thanh Phong nói, Thanh Phong, trước đây không phải anh nói đại trưởng lão chúng tôi ngay cả 1/10 thực lực của Thái Hạo cũng không có sao. Còn nói so đại trưởng lão với Thái Hạo là sỉ nhục Thái Hạo. Những câu này anh dám lặp lại lần nữa không? Thanh Phong ngớ ra tại chỗ, nào dám nói thêm. 1/10 thực lực, bây giờ sợ rằng Thái Hạo ngay cả 1/10 của Đường Tuấn cũng không sánh nổi. Thu Linh nhìn về phía mấy đệ tử Độc Cô Cung Từ Minh, cười nhạo nói, đây chính là kết quả các anh mong muốn sao. Còn dám nói tước bỏ chức vị đại trưởng lão. Trên mặt đám người Từ Minh là vẻ hối hận, bọn họ vốn cho rằng bắp đùi Thái Hạo chính là to nhất, cho nên mới dứt khoát vứt bỏ Đường Tuấn. Nhưng bây giờ nhìn lại, Đường Tuấn mới là bắp đùi to nhất. Lúc này Đường Tuấn rơi xuống đất, đám người Từ Minh nhanh chóng đổi sang vẻ mặt nịnh nọt, đưa nhẫn không gian ra nói, đại trưởng lão, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, anh đừng tính toán với chúng tôi nữa. Những tinh thạch thần thánh này là chúng tôi gom được,
đại trưởng lão cứ việc cầm mà dùng. Đường Tuấn thậm chí còn không thèm nhìn nó, nói e rằng tôi không đủ khả năng để đổi 50 triệu linh thạch cực phẩm lấy một khối tinh thạch thần thánh đâu. Anh vẫn chưa quên lúc trước chính là những người này cố định giá khởi điểm, tuy rằng không muốn ra tay với bọn họ, nhưng cũng không có nghĩa anh có thể chấp nhận bọn họ một lần nữa. Mộ Thanh nói, chuyện đã xảy ra trong núi Vạn Thần, tôi sẽ báo cáo tất cả với thầy. Nhìn vẻ mặt đám người Từ Minh giống như cha mẹ chết, Thu Linh cười lạnh không ngừng, trong lòng cô ta không hề có chút đồng tình nào. Các đệ tử Đại Diễn Các và Độc Cô Cung tách ra một con đường, Đường Tuấn từ từ đi qua. Lúc đi qua Thái Hạo, anh ta cúi đầu, trên mặt là vẻ xấu hổ và nhỏ giọng nói, bác sĩ Dược. Trong số những người ở đây, có lẽ anh ta là người hối hận nhất. Chương 2559. Vốn dĩ anh ta cũng định kết giao với Đường Tuấn, thậm chí cùng hưởng truyền thừa của thể chất Đại Diễn Thánh, nhưng sau lưng lại bị ma quỷ ám ảnh, không chỉ bội ước mà trong lòng anh ta còn xem thường Đường Tuấn, thậm chí còn nói ngược lại ý của anh. Hợp thể hậu kỳ thì có thể dễ dàng đánh bại Tần Thiên cảnh giới động hư trung kỳ, loại chiến tích này mấy trăm ngàn năm nay tinh vực Chu Tước chỉ có một người từng làm được, đó chính là thần quân Chu Tước. Lúc này anh ta mới thực sự hiểu được lời Tô Minh Thao cố ý dặn dò, truyền thừa thể chất Đại Diễn Thánh thực sự không đáng nhắc tới so với tình bạn của Đường Tuấn. Một nhân vật sau này có thể trở thành thần quân Chu Tước cứ như vậy bị mình bỏ qua. Đường Tuấn dường như không nghe thấy những lời Thái Hạo nói mà trực tiếp đi về phía trước. Anh ngừng lại trước người Trảm Thiên Long, đưa một bình ngọc cho đối phương và nói, đây là đan dược chữa trị vết thương của anh, tôi nghĩ anh cần nó hơn tôi. Trảm Thiên Long ngẩn ra, anh ta chợt nở nụ cười, sảng khoái nhận lấy. Chờ ra khỏi núi Vạn Sơn, rảnh rỗi có thể tới tìm tôi. Đường Tuấn nói. Trảm Thiên Long sờ đầu, cất cao giọng, chám, nhất định, đến lúc đó có thể lại phải làm phiền bác sĩ Dược. Bây giờ anh ta tuy rằng nhận được truyền thừa thể chất vạn kiếp bất diệt, nhưng có rất nhiều chỗ không hiểu. Mà nếu Đường Tuấn có thể khai phá thể chất đặc thù, nói vậy sẽ có một ít ý kiến khá hữu dụng, thậm chí còn lợi hại hơn thầy của anh ta. Trong lòng anh ta vô cùng mừng rỡ, một bình đan dược có thể đổi lấy tình bạn của Đường Tuấn, quả thực rất hời. Đường Tuấn chỉ trỏ, anh đương nhiên sẽ không quên những người đã giúp anh. Đường Tuấn tiếp tục đi về phía trước, Trảm Thiên Long nhìn bóng lưng của anh, trong lòng chợt nảy ra một ý nghĩ, cho dù mình có được truyền thừa vạn kiếp bất diệt thì đời này sợ rằng cũng không đuổi kịp anh ấy. Đây cũng không phải tự ti mặc cảm, mà là nhận thức đầy đủ với bản thân. Anh nhìn Thái Hạo sa sút tinh thần, trong lòng lắc đầu. Đả kích như vậy, trong lòng Thái Hạo sợ rằng sẽ để lại bóng ma không thể xóa nhòa, chỉ hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến tu vi là được. Đường Tuấn đi tới trước mặt Tần Thiên, nhìn anh ta nói, những người khác đâu? Đến ngăn cản bọn họ chỉ có một mình Tần Thiên, không hề thấy người của năm thế lực lớn khác. Tần Thiên gằn giọng nói, ha ha, cho dù mày đánh bại tao thì sao, cơ duyên lớn nhất của núi Vạn Thần có lẽ sắp rơi vào tay tụi tao rồi. Đường Tuấn khẽ nhướng mày, uỳnh một tiếng, cơ thể Tần Thiên bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một làn khói đen, lấy tốc độ cực nhanh bay về phía đỉnh núi Vạn Thần, tiếng cười đắc ý từ xa truyền đến, không ngờ tinh vực Chu Tước lại có tên lợi hại như vậy, lần sau mày không có vận may như vậy nữa đâu. Đại trưởng lão, sợ rằng bọn họ đã ra tay với mạch khoảng tinh thạch thần thánh rồi. Thu Linh nhắc nhở, Đường Tuấn gật đầu, các thánh địa lớn trong núi Vạn Thần truyền thừa chỉ có thể xem là cơ duyên thứ hai. Cơ duyên thứ nhất vẫn là mạch khoáng tinh thạch thần thánh kia. Mạch khoáng tinh thạch thần thánh cho dù ở trong tinh vực hàng đầu như tinh vực Kỳ Lân cũng được cho là bảo vật hàng đầu. Nếu để cho thế lực bên ngoài có được sẽ là đả kích rất lớn với tinh vực Chu Tước. Chương 2560. Tôi còn có một việc cần phải xử lý, sau xử lý xong sẽ chạy tới đỉnh núi Vạn Thần. Lúc nói chuyện, Đường Tuấn nhìn về phía Mộ Thanh, trong mắt mang theo sự lạnh lẽo. Giống như để đáp lại. Mộ Thanh nở nụ cười quái dị nhìn anh. Nhân lúc những người khác nghỉ ngơi, Đường Tuấn và Mộ Thanh ăn ý đi vào trong khu rừng bên cạnh. Chờ sau khi cách xa một quãng, Mộ Thanh tiện tay bày ra mấy cái cấm chế và đề phòng kiểm tra ở bốn phía. Vẻ mặt của cô ta như bao trùm một tầng sương lạnh giá, âm u lạnh lẽo đến đáng sợ, cô ta nhìn Đường Tuấn cười lạnh nói, thì ra mấy ngày nay anh đều giả vờ. Giọng nói đã không còn là của Mộ Thanh nữa mà là Độ Ách Thần Quân. Trong giọng nói của Độ Ách Thần Quân mang theo lửa giận ngột ngạt. Cô ta vốn tưởng mình đã sớm đùa giỡn Đường Tuấn trong lòng bàn tay, nhưng không ngờ Đường Tuấn vẫn còn che giấu thực lực của mình. Nếu như thật sự bị hút mất 9 phần pháp lực thì Đường Tuấn làm sao có thể đánh bại Tần Thiên. Một tia tàn hồn của Độ Ách Thần Quân giấu trong người Mộ Thanh cũng có cảm giác,
giống như đã biết chuyện vừa mới xảy ra. Chỉ là Đỗ Ách Thần Quân không thể nghĩ ra Đường Tuấn giả vờ như thế nào, hơn nữa còn có thể lừa gạt cô ta. Phải biết cô ta tuy rằng không có tu vi thần quân, nhưng vẫn có năng lực phân biệt. Đường Tuấn nhún vai, cho dù ánh mắt Đỗ Ách Thần Quân có thâm sâu hơn nữa thì cũng không thể đoán được trên người anh có căn nguyên tiểu kim, hơn nữa đã ngưng luyện ra thế giới nhỏ thuộc về riêng mình. Đường Tuấn cười nói, dù sao muốn đối phó với một lão yêu bà ngủ say không biết bao lâu thì vẫn phải cẩn thận chút mới được. Sắc mặt Đỗ Ách Thần Quân xanh mét, điềm nhiên nói, thực lực anh không tệ lắm, nhưng anh cảm thấy có thể đối phó tôi sao? Không sợ tôi ra tay phá hủy con gái trẻ này à? Đường Tuấn lắc đầu nói, cô không có cơ hội, pháp trận kết. Theo tiếng quát khẽ của anh, trong người Mộ Thanh bỗng nhiên phóng ra mấy chục đạo ánh sáng rực rỡ. Đỗ Ách Thần Quân khẽ hô một tiếng, giọng nói có hơi hoảng hốt lo sợ, anh bày trận pháp từ lúc nào? Mấy chục đạo ánh sáng này kết nối với nhau hình thành một trận pháp nhốt cô ta lại. Nếu là trận pháp bình thường, Đỗ Ách Thần Quân vốn dĩ không sợ, nhưng trận pháp này mang theo một loại sức mạnh nuốt chửng và một loại sức mạnh nhằm vào tinh thần, hai loại sức mạnh kết hợp có thể tạo thành tổn thương với tàn hồn của cô ta. Đỗ Ách Thần Quân bỗng nhiên hiểu được, nói, là những pháp lực kia. Anh động tay động chân trong pháp lực. Đường Tuấn cười nói, bây giờ mới biết thì hơi muộn. Anh chuyển vận sức mạnh giấu trong tiểu kim và tiểu thanh vào pháp lực của Đỗ Ách Thần Quân. Thật ra nếu như Đỗ Ách Thần Quân không tham lam hay cẩn thận với Đường Tuấn một lát thì có lẽ cũng sẽ phát hiện. Đáng tiếc Đỗ Ách Thần Quân tự cao tự đại, vốn dĩ không để loại hậu bối như Đường Tuấn vào mắt, cho nên mới thiệt thòi lớn như thế. Tiểu bối, anh dám đánh lén tôi. Muốn chết, Đỗ Ách Thần Quân tức giận nói. Đường Tuấn ngoảnh mặt làm ngơ, ngón tay bấm pháp quyết. Không ngừng thúc giục trận pháp cố gắng tiêu diệt tàn hồn Đỗ Ách Thần Quân. Sắc mặt anh vô cùng nghiêm túc, tàn hồn Đỗ Ách Thần Quân còn lớn mạnh hơn anh tưởng tượng, cho dù có trận pháp giúp đỡ, nhưng tiến độ rất chậm. Trận pháp này cũng không phải trận pháp mang nghĩa truyền thống, mà là Đường Tuấn lợi dụng hình thành trong khiếu huyệt cơ thể người, nếu như trận pháp thúc giục nhanh quá, rất có thể sẽ làm hại Mộ Thanh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2560.